Hello các bạn, kính chào các bạn thân mến. Thì Hoa Kiển Hùng Thi Vlog, đây là kênh của Hoa Kiển Hùng Thi Vlog nha các bạn. Các bạn biết không, trong cái mùa dịch bệnh Covid này á, thì Hùng Thi không có ra ngoài, hạn chế đi lại các bạn. Nói chung là bây giờ mình phải đồng hành cùng chính phủ các bạn, hạn chế ra ngoài, mình ở nhà, ai ở yên đấy đi, đừng đi đâu dân á, là bảo đảm mấy con Covid này nó chết cha nó hết à. Ý, đi vòng vòng mới nguy hiểm nha các bạn. Mình bây giờ Hùng Thi đang trong cái mùa này, Hùng Thi đang chuẩn bị những cái tiểu cảnh mới nha các bạn. Đó các bạn thấy không, khu này mình mới làm, sẽ có những cái tiểu cảnh mới cho các bạn ha, sau khi mùa dịch Covid ha. Và chúng ta nên nhớ là khi chúng đi ra ngoài á, đứng xa xa ra khoảng 2 mét trở lên và đeo khẩu trang nha các bạn. Đeo khẩu trang rồi đi chợ, đi búa, đeo khẩu trang vô, rửa tay bằng xà phòng, ra bao quy hay gì đó. Rồi chúng ta nhớ là súc miệng bằng các cái nước diệt khuẩn ngày 5-6 lần gì đó. Nghe không? Bảo đảm sức khỏe. Đừng đi ra cộng đồng nơi đông người các bạn. Đó, các bạn nhớ cùng chung tay, ai yên đó, hạn chế cái buổi tiệc đi. Trong mùa này mấy bạn thông cảm thì bà con cũng thông cảm. Khi mời tiệc tùng thì mình cũng ngại đi lắm. Cùng đồng hành bảo vệ bà con mình ha, qua cái dịch này cái đi, để tính tiếp. Thì quay cho các anh em coi đây. Đây là anh em trong Hùng Thi. Đó. Trong mùa dịch nhưng mà chúng ta cũng đâu có phải đông người, nhưng mà đây mình làm trong khu vườn mình mà, đâu có người lạ đâu. Anh em đang làm mấy cái ao. Chuẩn bị mấy cái ao bắt cá cho chúng ta. Đấy, bắt cá, bắt cua, bắt ếch, bắt lương, bắt bắt tùm lum chứ. Các bạn thấy kênh này hay nhớ nhấn vô cái chữ đăng ký màu đỏ, subscribe, bấm vào cái chuông kênh Hoa Kiển Hùng Thi Vlog nha các bạn. YouTube của Hùng Thi đó thì sẽ biết được những cái chính sách mới của khu du lịch miệt vườn Happyland Hùng Thi, để chúng ta cùng nhau có những cái thông tin mới du lịch cũng như các cái mới của Hùng Thi và khu du lịch Hùng Thi. Đây các anh em đang làm các ao bắt cá, bắt tôm, bắt ếch, bắt lươn, bắt cá chạch ha, vui cái này bắt cá chạch. Mình tính cho các bạn bắt cá sấu nữa đó, mà các bạn nhớ bắt đây để cho các chàng hát bôi trong khu lịch miệt vườn hép lên Hùng Thi đây. Quá dữ các bạn ơi, toàn đẹp trai mà. Các anh đó là cũng diễn viên Hàn Quốc chơi song dong á, mới điều ảnh bên Hàn Quốc chơi song dong mới về. Còn anh này là bên Ukraine, còn anh kia bên Campuchia. Ha, còn anh đứng cuối cùng đó là bên Apra Kích Tăng ớn ăn các bạn ha. Thì ở đây mình sẽ có những cái tiểu cảnh là cỏ thảm đồ ha. Ôi ôi, cái bông hướng dương nó lên hay gì vậy Cường, quá trời quá đất ha. Đây mình sẽ làm các tiểu cảnh rất là đẹp để phục vụ cho các tình yêu trong ngàn năm 2021. Đó, bông hoa đồ ha, ao bắt cá đồ rất là đẹp nha bạn. Mình sẽ có những cái sản phẩm mới để phục vụ chúng ta. Các bạn nhớ đăng ký kênh mình, theo dõi, nhấn vô nút subscribe, đăng ký màu đỏ, nhấn vô, không có tốn tiền, tốn tiền tốn bạc gì đâu, hứa nhấn vô cho nó nhiều nhiều cái người đăng ký lên chút xíu các bạn ha, ủng hộ Hùng Thi. Happyland Hùng Thi sao đấy. Và cái hotline là 0918708995. Mọi thắc mắc, mọi liên quan gì tới thắc mắc nên điện hotline này, là cái số mà chính thống nhất của kênh Hoa Kiển Hùng Thi Vlog cũng như khu du lịch miệt vườn Hép Lê Hùng Thi, hoặc là 02773764757. Đó mới chính thống các bạn, ngoài ra là toàn là giả mạo hết các bạn. Hứa. Các bạn nhớ nha, kênh Hoa Kiển Hùng Thi Vlog. Đấy. Nhớ nha. Đó, đây mình đang nghiên cứu làm. Trong thời này mình nghiên cứu mình chỉnh trang đô thị lại ha. Đó, dữ dằn không? Anh này ở Ba Cái Tăng á. Quá dữ các bạn. Đang làm mấy cái ao bắt cá đồ chơi với các bạn, bắt tôm, bắt cá, bắt lươn, bắt ếch, bắt cá chạch, bắt các bạn thích thì đăng ký đi, tụi mình cho bạn bắt cá sấu luôn. Ý, người dám bắt không mới ghê chứ. Rồi các bạn thấy kênh này hay nhớ đăng ký kênh cho Hùng Thi, Hoa Kiển Hùng Thi Vlog nha các bạn. Nhấn vào cái chữ đăng ký á, không có mất tiền, ủng hộ Hùng Thi một cái like vô, bấm chữ thích vô, chia sẻ. Hùng Thi sẽ làm nhiều cái clip mới nữa để ủng hộ các bạn, để phục vụ các bạn. Và đây là các bạn nhớ theo dõi thì sẽ biết được Tết năm nay
khu du lịch miệt vườn Happyland Hùng Thi nó sẽ có cái gì sẽ được cập nhật trên cái YouTube này nha các bạn nhớ nha, biết sớm nhất về chính sách giá cả nè, về những cái cảnh mới sẽ được tung lên trong đây. Rồi các bạn ủng hộ kênh Hoa Kiển Hùng Thi Vlog nha các bạn. Bây giờ nó nhạc gì đây, hoa anh đào các bạn nở quá trời luôn, hoa anh đào nha các bạn, quá trời đẹp luôn. Rồi các bạn hãy ủng hộ kênh Hùng Thi nha.